Trong tập trước, Thạch Hạo bị thiên nhân tộc vu oan, giam vào ngục tra tấn te tu một hồi. May mắn thay lại gặp được nhị ngốc tử Khổng Cầu Kỳ đi cùng với thần chủ Khổng Tước. Thần chủ Khổng Tước biết hắn có quan hệ con ông cháu cha với Liễu Thần nên đứng ra muốn bảo kê, cứu Thạch Hạo một mạng. Tuy nhiên, thiên nhân tộc cùng các đại giáo chủ khác vẫn một mực muốn lấy mạng hắn, nhất thời gây nên một hồi căng thẳng tại Thiên Chi Thành. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Nếu như ta cứ cứu hắn đi thì sao? Thần chủ Khổng Tước trong khi chớp mắt thì lưu chuyển hào quang năm màu, quanh thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, kinh sợ lòng người. Đạo huynh, không nên bức người quá mức. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên truyền vào trong cung điện cổ. Cùng lúc đó, một bóng đen tuổi già sức yếu chống gậy xuất hiện. Tiền bối, mấy đại thiên thần thiên nhân tộc đồng loạt đứng dậy, lộ ra nét mừng. Đây chính là người hộ đạo của thiên nhân tộc, cũng là sinh linh từ thời đại của lão thiên nhân. Năm đó nếu như không có sáu đại thiên nhân quật khỏi thì hắn đã trở thành tế linh của tộc này rồi. Rầm một tiếng, thần chủ Khổng Tước bước về trước một bước, khí tức mạnh mẽ tràn ra, thần quang năm màu ngút trời. Sau lưng xuất hiện cánh hỗn độn, hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Lúc này hắn đã nổi giận, với thân phận của hắn nói ra một câu, muốn bảo vệ tính mạng của Thạch Hạo ấy vậy lại bị cự tuyệt mấy lần. Muốn mang người này đi, không được, ông lão nói, sừng trâu trên đầu phát sáng, bởi vì hắn nhận được bẩm báo của mấy tinh thiên nhân tộc, việc này rất quan trọng, có đúng không? Vậy ta cứ mang đi đấy. Thân thể của thần chủ Khổng Tước phát ra hào quang năm màu, bệ nghệ chúng nhân, người chưa đủ trình. Ông lão tiến lên, chặn hắn lại. Thần chủ Khổng Tước nói, không cần phải uy hiếp, ta chỉ nói sự thật cho các ngươi nghe. Hôm nay ta làm những việc này chính là cứu các ngươi. Nếu có một ngày, cây liễu kia tái hiện thế gian này và biết được các ngươi đã giết đệ tử của nó, thì thiên nhân tộc sẽ bị xóa tên khỏi thượng giới này. Thời điểm này, hắn xuất thủ, hào quang năm màu trộn lẫn với sương mù hỗn độn, kinh người tới cực điểm. Người hộ đạo kia tuy cũng vận dụng thần thông mạnh nhất thế nhưng lại ói ra ngụm máu, lùi lại, răng rắc. Cùng lúc đó, chiếc sừng trâu trên đầu của người hộ đạo thiên nhân tộc bị gãy mất một cái, bịp, rơi xuống đất. Ngươi già rồi, thần chủ Khổng Tước chỉ nói vài chữ như thế. Thần chủ vô địch, nhị ngốc tử hưng phấn hét lớn, đỡ Thạch Hạo đứng một bên, cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, hơi hơi xả được cơn tức giận. Hai ra, tiếng thở dài vang lên, trận pháp và ký hiệu, còn có hỗn độn trong thiên địa này bỗng tiêu tán, khôi phục lại thanh tĩnh. Bên ngoài đại diện có một lão già đang bước tới, rõ ràng đứng nơi đó thế nhưng lại cảm thấy rất mơ hồ, như hòa thành một thể với thiên địa, là vật dẫn cho đại đạo, khó có thể thấy rõ được. Lão thiên nhân đã xuất quan, hắn một cước hạ xuống, cả tòa thành lớn đều phát ra ánh sáng an lành đi kèm điềm lành, cảnh tượng kinh người, hóa giải một hồi đại kiếp nạn. Khổng Tước, ngươi làm thế đáng sao, vì một thiếu niên mà muốn hai tộc khai chiến. Lão thiên nhân mở miệng, ta muốn bảo vệ hắn một mạng. Thần chủ Khổng Tước nhẹ nhàng nói. Lão thiên nhân vừa muốn nói gì thì đột nhiên vẻ mặt thay đổi, biến mất tại chỗ. Chiến đế, người đã tới à? Hắn lao lên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn về ngoài 10 vạn dặm, mạnh mẽ như chân long, tinh lực như đại dương. Nếu so với người hộ đạo kia thì hắn tựa như đang ở thời thanh niên, mạnh mẽ không cách nào suy đoán ra được. Rất nhanh, hắn lại biến mất, không có chút âm thanh nào, không biết đã rời khỏi thành này hay chưa. Báo, minh chủ giáng lâm, muốn bái phòng thiên chi thành ta. Đột nhiên, chân thần tự mình tới bẩm báo tin tức này, lập tức cả cung điện chấn động lên. Báo, rất nhanh, bên ngoài đại điện lại có tiếng truyền tới. Có chân thần tiến vào bẩm báo cao tầng nơi này, giáo chủ của Bổ Thiên giáo đã tới, muốn bái phỏng Thiên Chi Thành. Tiếp đó, người của Học viện Âm Dương cũng tới, sau đó là chủ của Thú Hải đã khai sáng ra chân kinh bách thú cũng giáng lâm, lập tức khiến bầu không khí của Thiên Chi Thành càng thêm áp lực và căng thẳng hơn. Hoang ở đây à, nghe nói đạo huynh thiên nhân tộc biết rõ đại nghĩa nên đã bắt giữ. Thật đúng là may mắn, chủ của cung hỏa ma cũng tới. Đây là một con xích vũ hạc đã hóa thành hình người, là một ông lão mặc đạo bào đỏ thẫm, chủ của thiên quốc cầu kiến. Có người bẩm báo, cái gì? Mọi người kinh ngạc, chủ của một quốc đầy máu tanh lại tới. Quả thật khó mà tin được, đây là một sát thủ, xưa này đều đi lại trong bóng tối. Hoang, không thể lưu. Lời nói của vị phó chủ thiên quốc rất ngắn gọn, chỉ có vài chữ thế nhưng lại đại biểu quyết định của giáo này. Mọi người dùng mình, bất kể là ai thì cũng đều nhìn về phía Thạch Hạo. Cảm thấy hắn sống không nổi nữa rồi, ta vẫn bảo vệ hắn đấy. Thần chủ Khổng Tước mở miệng, thần chủ, cần gì phải thế, hắn không đáng. Có người nói, bỗng một cô gái mặc áo trắng xuất hiện, băng cơ ngọc cốt, tóc đen mềm mại phát sáng, cặp mắt như đá quý màu đen ẩn chứa linh tính, phong thái tuyệt thế. Nàng đứng nơi đó, đối mặt với bá chủ thế nhưng vẫn rất tự tin, tuyết y tung bay, mắt ngọc mày ngài, thần vận siêu thoát, tuyệt thế và cô độc thật sự. Thiên nhân tộc, các ngươi không biết xấu hổ mà, cô gái nói thẳng như vậy. Lời nói trong trẻ cứ như giọt nước mắt rơi vào khay ngọc. Mọi người biến sắc, ở Thiên Chi Thành mà lại dám nói như thế. Ngươi, đang nói chuyện với chúng ta à? Thiên thần thích thắc ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Ừ, thì sao nào?
Nàng chẳng hề để ý, Diệp Khuynh Tiên với bộ áo trắng như tuyết, vóc người cao giáo duyên dáng, từng bước đi tới, cứ như là trích tiên dáng thế, đứng bên cạnh Thạch Hạo. Ta muốn bảo vệ hắn, ta xem tên nào dám động. Diệp Khuynh Tiên đứng bên cạnh Thạch Hạo, ánh mắt trong suốt, cả người như có linh tính nhìn quét mọi người, không được làm càn. Mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc đều ra tay cùng trấn áp Diệp Khuynh Tiên, bảo cụ phát sáng, phù văn đan dệt, thiên thần pháp liên giống như mạng nhện nằm dày đặc trong hư không. Mở, Diệp Khuynh Tiên hô, tuyết ý phát sáng, từ trong cơ thể bay ra một đám phù văn rực rỡ khắc họa thành một bức tranh, phóng thích khí tức bất hủ. Thân thể Diệp Khuynh Tiên hừng hực, bùng phát ánh sáng càng sáng lạn, phóng thích tiên uy. Mấy vị thiên thần kêu rên lảo đảo rút lui, dáng vẻ như đang nhìn thấy quỷ, sắc mặt đỏ ửng, khóe miệng chảy máu, không thể tin được những chuyện đang xảy ra. Ta muốn đòi công đạo, các ngươi còn muốn ngăn cản sao? Diệp Khuynh Tiên nhìn về phía mấy người sau đó giam cầm tên quản ngục kia lại rồi nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, thánh quang tỏa ra. Không! Tên quản ngục kêu to, tuy là chân thần nhưng căn bản thoát không được, bị hào quang thần bí báo phủ không thể động đậy. Tiếng xương nứt trong cơ thể hắn răng rắc vang lên, đồng thời tất cả phù văn trong máu thịt nháy mắt bị tiêu diệt, cả người trở nên uể oải. Ngươi, phế bỏ tu vi của ta! Quản ngục kêu to, tràn ngập sợ hãi. Ta trước giờ không sát sinh, nhưng lại không muốn tha cho loại người như ngươi nên không thể làm gì khác hơn. Diệp Khuynh Tiên lạnh nhạt nói rồi không để ý tới hắn nữa. Chân tiên muội muội thủ đoạn quá cao cường, không cầu kỳ nịnh. Đột nhiên có một vị giáo chủ xuất thủ trấn áp Diệp Khuynh Tiên, nhưng Diệp Khuynh Tiên vẫn bình tĩnh, thân thể phát sáng, đồng thời bộ thần hình hiện ra trong hư không kia càng lại rõ ràng một chút, dấu ấn ở đó lưu truyền phù quang. Vị giáo chủ kia chấn động mạnh lui ra, đòn đánh ra đã bị hóa giải. Mọi người hít vào hơi lạnh, đây là cái gì? Đây chính là dấu ấn tiên đạo trong truyền thuyết sao? Minh chủ chớp mắt, ánh sáng màu đen tăng vọt, minh vụ bao phủ thân thể hắn, để ta thử xem rốt cuộc có phải hay không là thần hình tiên đạo. Phó chủ thiên quốc cầm một thanh huyết kiếm, đột ngột bùng phát khiến cả thiên chi thành run rẩy, tựa như mở ra địa ngục xâm la, rất nhiều người sụi lơ trên đất. Dầm, một chuôi huyết kiếm vụt qua hư không đột ngột chém về phía trước. Keng, huyết kiếm bị đánh văng ra, chủ nhân thiên quốc lập tức lộ ra thân thể, lảo đảo rút lui lộ vẻ khiếp sợ. Đều nghe nói thế gian này chỉ có hai bộ thần hình tiên đạo, ta lại có vinh hạnh nhìn thấy một bộ, hắn tự nói, muốn rút lui không ra tay nữa, ta nói mang hắn đi và đòi một lời giải thích, thiên nhân tộc các ngươi có đồng ý không? Diệp Khuynh Tiên mở miệng, thiên nhân tộc trầm mặc, thiếu nữ này đến từ sâu trong khu không người thần bí, rất khó trêu chọc. Lão thiên nhân, ta đến rồi, ngươi không ra gặp một lần sao? Diệp Khuynh Tiên lên tiếng, lão thiên nhân xuất hiện, thở dài nói, ngươi có thể mang người đi rồi, nhưng mà Diệp Khuynh Tiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Còn thế nào nữa, ngươi mang đi là được rồi, thần hình tiên đạo cũng không khó phá, không phải sức mạnh của ngươi, căn bản không có khả năng vô địch. Lão thiên nhân nói, việc đã đến nước này tộc ông dù sao cũng phải cho một ít bồi thường đi. Diệp Khuynh Tiên nói, mắt to lấp lánh hào quang, nói tiếp, nghe nói tộc ông có tên Linh Lung, cho ta mượn mấy năm được không? Không được, lão thiên nhân từ chối thẳng thừng, cũng không phải ta tìm hiểu quá nhiều ngày mà. Diệp Khuynh Tiên lẩm bẩm, chợt cảm thấy mình lỡ miệng vội vàng ngừng lại. Mọi người ngạc nhiên, nàng là đang để ý đến phi tiên thạch sao? Khi thiên nhân tộc nhìn về phía nàng thì đều lộ ra sắc mặt khác thường. Để bồi thường có thể tìm hiểu 10 ngày sau đó lập tức rời đi, lão thiên nhân quả quyết nói, có thể, quyết định như vậy đi. Diệp Khuynh Tiên nhanh chóng gật đầu, lập tức chuẩn bị cho ta một tòa truyền tống trận siêu cấp, loại có thể vượt châu đi xa. Diệp Khuynh Tiên nói, quyết định nhanh chóng đưa Thạch Hạo rời đi. Thạch Hạo đứng ở trước tế đàn, xoay người nhìn về Diệp Khuynh Tiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Diệp Khuynh Tiên mỉm cười, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, chính là nàng đã đến cứu và thay đổi vận mệnh của Thạch Hạo. Thạch Hạo há miệng muốn nói lời cảm ơn, nếu muốn cảm ơn thì làm chiến phó cho ta đi được không? Diệp Khuynh Tiên chủ động nói, híp mắt cười, mắt to đen tròn sáng lạn hào quang. Tất cả lời cảm ơn của Thạch Hạo lập tức nuốt xuống, mặt nhăn nhó, sao làm tiểu đệ của ta mà không phục hả? Diệp Khuynh Tiên cười hì hì, không cùng đi với chúng ta sao? Nếu không ta đi với ngươi. Không cầu kỳ chen lên tế đàn kề vai sát cánh cùng Thạch Hạo, sau đó vừa nhìn Diệp Khuynh Tiên vừa nói, tâm của ngươi, tu luyện thêm 1 triệu năm nữa đi. Diệp Khuynh Tiên vùng ống tay áo trắng như tuyết đánh bay hắn. Cảm ơn tiền bối. Thạch Hạo hướng về thần chủ Khổng Tước phía xa, trịnh trọng thi lễ chân thành cảm ơn. Thần chủ Khổng Tước gật gật đầu, Không cầu kỳ muốn đi qua thì bị ông ngăn lại. Cùng lúc đó hắn nghe Diệp Khuynh Tiên truyền âm, sau khi truyền tống đi, ngươi lập tức sử dụng phá giới phủ này, nếu không thì nguy hiểm. Thạch Hạo nghiêm nghị, sau đó gật đầu. Đúng lúc này đại trận phát sáng, nhanh chóng tạo ra một thông đạo óng ánh không biết nối tới đâu. Thạch Hạo đảo qua mọi người cuối cùng liếc nhìn những cường giả của thiên nhân tộc, sau đó cũng không quay đầu lại, đi xa. Giờ phút này, thân thể của mấy đại thiên thần đều lạnh lẽo, ngay cả lão thiên nhân cũng cao mày, có chút hối hận, để thiếu niên này chạy thoát tương lai sẽ là một mối họa sao. Đường hầm hư không khép kín, quang vụ biến mất,
Thạch Hạo nghe lời Diệp Khuynh Tiên lập tức sử dụng phá giới phù. Cùng lúc đó trong lòng Thạch Hạo nghiêm nghị, hắn nhìn thấy một bàn tay lớn màu đen xuất hiện ở phía sau, đó là bàn tay của chủ nhân ma quỷ viên. Ngoài ra một luồng phong mang màu máu tỏa ra, phó chủ thiên quốc đột ngột xuất hiện trong đường hầm, cũng muốn bắt giết hắn. Còn có một bàn tay lớn trắng như tuyết mang theo minh vụ ngập trời, chính là minh chủ, tuy nhiên bị thần chủ Khổng Tước chặn lại. Chậm một nhịp, quả nhiên có giáo chủ âm thầm triển khai thủ đoạn, lấy các loại linh thân bổ ra hư không tiến vào trong thông đạo muốn bắt giữ Thạch Hạo. Bất quá, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, phá giới phủ xé ra một vùng không gian khác, vạn đạo thông đạo, mang theo hắn cực tốc rời đi. Lần này không ngừng biến hóa phương hướng, thay đổi tọa độ, trong nháy mắt mà thôi hắn liền biến mất, đã thoát khỏi tất cả mọi người. Thạch Hạo cứ như vậy rời đi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.